Xin kính chào quý vị đang đến với bản tin FBNC Việt Nam ngày hôm nay. Và như thường lệ để mở đầu, Thiên Vũ xin được điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất. Chứng khoán tăng mạnh, cổ phiếu bất động sản đồng loạt kịch trần. Lãi suất ngân hàng sẽ giảm tiếp sau công bố CPI cả năm. Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, thực trạng cần thay đổi. Gì vậy? U quá. Gì vậy? Rồi, ok. Thiên Vũ xin kính chào quý vị đến với bản tin FBNC Việt Nam. Và như thường lệ để mở đầu, xin được điểm qua những thông tin nổi bật nhất. Chứng khoán tăng mạnh, cổ phiếu bất động sản đồng loạt kịch trần. Lãi suất ngân hàng sẽ giảm tiếp sau công bố CPI cả năm. Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, thực trạng cần thay đổi. Và mở đầu bản tin trong nước tối nay, biên tập viên Phương Lan sẽ chuyển đến quý vị những tin tức liên quan đến thị trường tài chính trong nước. Xin kính mời chị Phương Lan. Phương Lan xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới vừa công bố cập nhật báo cáo về triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, năm 2012-2013, khu vực này tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng toàn cầu. Cơ quan này dự báo các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Á sẽ tăng trưởng 7,5% trong năm nay, 7,9% trong năm 2013 và 7,6% trong năm 2014. Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi chậm, mặc dù những cải cách ngành ngân hàng và doanh nghiệp có thể hỗ trợ đáng kể cho tăng trưởng. Cơ quan này cũng cảnh báo lạm phát của Việt Nam bắt đầu tăng trở lại do nới lỏng chính sách tiền tệ hồi đầu năm nay. Do đó, World Bank khuyến cáo trong trường hợp xảy ra các cú sốc như giá hàng hóa tăng mạnh, Việt Nam vẫn cần thắt chặt chính sách tiền tệ. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 210 hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2013. Theo đó thì có một số quy định đáng chú ý như sau. Công ty chứng khoán không được cho vay tiền và chứng khoán dưới mọi hình thức, trừ trường hợp công ty chứng khoán cho khách hàng vay tiền để mua chứng khoán theo quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán của Bộ Tài chính. Công ty chứng khoán không được mua, góp vốn, mua bất động sản, trừ trường hợp sử dụng làm trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán. Trong trường hợp được đầu tư vào bất động sản, thì tài sản này không được vượt quá 50% giá trị tổng tài sản của công ty chứng khoán. Chuyển sang thông tin khác thì ngày 18 tháng 12 vừa qua thì Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD đã có quyết định cảnh cáo công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với mã chứng khoán là BSI. Nguyên nhân là do công ty vi phạm các quy định tại quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Công ty có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế các sai sót dẫn đến việc hủy thanh toán giao dịch chứng khoán. Và tiếp theo sẽ là thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán trong nước trong phiên giao dịch ngày hôm nay 19 tháng 12. Như vậy thì chỉ sau một phiên giảm điểm, chỉ số của hai sàn chứng khoán niêm yết là VN Index và HNX Index đã bật tăng mạnh trở lại. Các thông tin liên quan đến việc giải cứu thị trường bất động sản cũng như vấn đề nợ xấu đã có tác động tích cực đến thị trường. Điểm đáng chú ý trong phiên ngày hôm nay đó là thuộc về nhóm ngành bất động sản với hàng loạt các mã được đẩy kịch trần, góp phần đáng kể vào sự sôi động của thị trường. Trong khi đó thì mã CTG của Ngân hàng Công Thương tiếp tục đang trong xu thế giảm. Đóng cửa là phiên giao dịch ngày 19 tháng 12 thì VN Index đã tăng trên 1,3% lên mức 398,59 điểm với thanh khoản tăng mạnh đạt hơn 939 tỷ đồng.
Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội thì sắc xanh cũng duy trì trong suốt phiên giao dịch. Các mã chủ chốt tiếp tục trong xu thế tăng tại sàn này và lượng giao dịch trên sàn cũng khá hứng khởi. Đóng cửa là phiên giao dịch ngày hôm nay thì HNX Index đã tăng 1,8% lên mức 54,93 điểm với thanh khoản toàn sàn đạt khoảng 363 tỷ đồng. Và tiếp theo chương trình thì Phương Lan xin mời quý vị cùng đến với một cuộc trao đổi ngắn cùng anh Đoàn Hữu Nghĩa, hiện là chuyên gia phân tích cao cấp đến từ công ty chứng khoán Viễn Đông. Đầu tiên xin cảm ơn anh Nghĩa đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Như vậy là thị trường đã quay đầu tăng điểm trở lại và phiên tăng điểm này có thể nói là khá tích cực khi mà cả điểm số và thanh khoản đều có một sự tăng khá vượt bậc so với những phiên trước. Thì anh nhận định như thế nào về diễn biến của thị trường trong phiên ạ? Thì trước phiên giao dịch sáng nay thì chúng ta đều biết rằng thị trường đón nhận hai tin hỗ trợ khá là tích cực. Tin thứ nhất là về việc giảm lãi suất và tin thứ hai là cái gói kích cầu là có thể sẽ hỗ trợ cho cái việc giải quyết nợ xấu của bất động sản. Thì chính những hai thông tin này đã góp phần là lực chính giúp cho các cổ phiếu nhóm ngành bất động sản cũng như là một số nhóm ngành liên quan như là xây dựng đã kéo theo cái chỉ số của hai sàn tăng rất là mạnh ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên thì mặc dù nó tăng rất là mạnh như vậy thì cái lực bán ra từ phía người bán cũng khá là mạnh cho nên đã dẫn đến cái thanh khoản cao như vậy. Thì theo như quan điểm của tôi thì mặc dù hôm nay là một phiên giao dịch khá là tích cực cả về chỉ số tăng cũng như thanh khoản tăng như vậy. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta có thể nhìn kỹ hơn một cái xíu thì đây nó chỉ mang một yếu tố là có thể giống như là một cái lực hồi phục trong ngắn hạn. Tại vì rõ ràng là nhóm ngành hiện nay đó, lực chính cho phiên tăng điểm ngày hôm nay là mang yếu tố của nhóm ngành bất động sản là một nó không có dàn trải ra tất cả những ngành nghề khác, nó chỉ như một cái lực cầu hấp thụ từ những cái nhóm ngành này, cho nên thì theo quan điểm riêng của tôi thì đây là một tín hiệu tích cực nhưng mà cũng nên chú ý theo dõi những một hai phiên tiếp theo vì đây là nó không mang một yếu tố bền vững cho những phiên sắp tới. Vậy chúng ta có thể nghĩ là đây chỉ là một có thể là một cái xu thế tăng gọi là tức thời của thị trường trước những thông tin tích cực không ạ? Theo như quan điểm của tôi là đúng là như vậy, tại vì rõ ràng thì cái thông tin này thì nó chỉ phản ánh cho một nhóm ngành chứ nó không có dàn trải vĩ mô hỗ trợ cho toàn thị trường, cho nên cái việc mà chúng ta nên tiếp tục quan sát những phiên sắp tới thì nó sẽ hay hơn là chúng ta đua trần trong những phiên sắp tới. Tuy nhiên thì dù sao đi nữa thì thông tin về gói hỗ trợ từ 100 đến 150 ngàn tỷ dành cho việc xử lý nợ xấu của bất động sản cũng là một cái gì đó khá là tích cực cho thị trường và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng là với thông tin này thì thị trường có khả năng hồi phục. Thật ra thì đây là một cái thông tin rất là tích cực trong thời gian sắp tới, nhưng mà tại thời điểm này thì chúng ta chưa có một lộ trình cũng như là một cái vấn đề xử lý như thế nào. Còn theo như quan điểm của tôi thì vấn đề đó là thông tin đó là tích cực nhưng mà chúng ta phải nhìn kỹ hơn một cái xíu là tiền sẽ lấy được ở đâu, từ đâu ra và cái việc thông tin này thì đã có được những sự cơ quan có thẩm quyền, ví dụ như Quốc hội đã được duyệt qua chưa? Tại vì nếu mà chúng ta nhìn lại những lần trước thì khi mà chính phủ trình những cái gói hỗ trợ thì thường đã bị bác bỏ. Cho nên cái việc ngày đưa ra thì thông tin này thì có thể là đã theo như quan điểm của tôi thì chưa biết như thế nào nhưng mà cũng sẽ có gặp ít nhiều khó khăn trong thời gian tới. Nhưng mà chúng ta cũng nên kỳ vọng thì cái gói này sẽ được thông qua và từ đó sẽ kích thích cho nền kinh tế sẽ hồi phục hơn. Dạ vâng. Còn liên quan đến vấn đề thông tin về việc hạ lãi suất thì trong vài ngày tới thì tôi có nghe tin đồn là lãi suất có thể hạ, thì nếu như mà điều này trở thành hiện thực thì thị trường sẽ được phản ánh như thế nào thưa anh? Thật ra cái việc mà giảm lãi suất thì nó đã có râm ran từ tuần trước rồi, thì một số cái ngân hàng thương mại cổ phần lợi lớn đã giảm lãi suất từ tuần trước và ít nhiều nhà đầu tư thạo tin đã hấp thụ được cái tin này và chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng thị trường đã có diễn biến khá là tích cực và tăng điểm khá tốt trong tuần vừa qua. Thì đó là những là cái thông tin đã ít nhiều đã hấp thụ từ lãi suất này. Còn sang tuần này hôm nay á, thì cái việc mà lãi suất đã được công bố khá là rộng rãi như vậy thì nhiều nhà đầu tư nói với tôi rằng là cái tin này ra rồi có mang cái yếu tố rủi ro không, vì khi mà thị trường đã hấp thụ mà nó ra tin vậy thì nó sẽ tiềm ẩn rủi ro. Thì tôi có nói với họ là cái thông tin này thật ra mà nó thì rủi ro thì hiện tại là chưa có đó, thì chưa thể khẳng định nhưng mà cũng hiện nay lúc này là chưa có, tại vì rõ ràng là bên cạnh những ngân hàng thương mại cổ phần lớn họ giảm lãi suất thì đồng thời bên đó các ngân hàng thương mại cổ phần loại nhỏ cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm lãi suất khi đồng đầu vào. Cho nên thì trong thời gian sắp tới, cái việc kỳ vọng giảm lãi suất theo tôi là khả năng xảy ra rất là lớn. Chính những cái điều này nó sẽ giúp cho thị trường có sẽ có những dấu hiệu hồi phục và cho giúp cho các doanh nghiệp sẽ tiếp cận được nhiều nguồn vốn để hoạt động kinh doanh, từ đó sẽ mang lại kỳ vọng sẽ mang lại những lợi nhuận tốt hơn và sẽ giúp cho thị trường chứng khoán ta sẽ dần hồi phục.
Như vậy theo anh thì ngưỡng kháng cự của cả HNX Index cũng như là VN Index trong những phiên tới là như thế nào ạ? Nếu mà chúng ta dựa theo phân tích kỹ thuật thì quan sát trong những phiên gần đây đó, thì đối với chỉ số VN Index thì có thể sẽ gặp ngưỡng kháng cự tại 405 và quanh mức này. Còn đối với chỉ số HNX Index là khoảng tầm 56. Thì theo như mà chúng ta nhìn lại khoảng một tháng gần đây thì đây là hai mức kháng cự khá là mạnh cho đối với hai chỉ số này. Cho nên trong ngày phiên ngày hôm nay hoặc là phiên cuối tuần thì tôi nghĩ rằng hai chỉ số này sẽ gặp kháng cự khá là mạnh ở đây. Như vậy thì theo anh thì nếu cho một lời khuyên dành cho các nhà đầu tư chúng ta thì chỉ còn khoảng một tháng nữa là chúng ta đã đón Tết Quý Tỵ sắp tới thì chúng ta có nên giải ngân vào thời điểm này không ạ? Thì theo như quan điểm của tôi thì rõ ràng trong những phiên ngày hôm nay thì chỉ số đã tăng tương đối là tốt và thanh khoản cũng cao. Thì nếu như mà chúng ta chấp nhận rủi ro và đối với những nhà đầu tư mà theo dạng lướt sóng thì nên quan sát thị trường và nên vào những cổ phiếu giải ngân khoảng 30-50% vào những phiên gọi là phiên điều chỉnh và lựa chọn những cổ phiếu mà nó được hỗ trợ tốt, ví dụ như nhóm cổ phiếu bất động sản hay là ngành xây dựng. Còn đối với những nhà đầu tư mà ít mạo hiểm và theo trường phái là giá trị thì cũng nên cân nhắc chú ý thị trường, có thể xem xét giải ngân một phần nhưng mà hạn chế mua đủ cổ phiếu và mua theo kiểu tích lũy, chứ đừng có nên mà đua trần hay là đầu tư mạnh, giải ngân mạnh, thì điều này không nên trong bối cảnh hiện nay. Như vậy nói chung là chiến lược giải ngân trong thời điểm này đó là tích lũy dần dần và giải ngân khoảng từ 30-40%. Theo câu đó chiến lược hợp lý nhất trong bối cảnh hiện nay. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh và hy vọng rằng là với những khuyến nghị của anh Nghĩa thì chúng ta sẽ có những cái sự đầu tư thích hợp trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ. Và tiếp theo đây thì Phương Lan xin mời quý vị đến với những thông tin liên quan đến tình hình tỷ giá cũng như giá vàng trong nước trong ngày 19 tháng 12. Và đến đây chúng tôi xin được khép lại phần 1 của bản tin và xin được điểm qua những thông tin nổi bật khác trong phần 2. Lãi suất ngân hàng sẽ giảm tiếp sau công bố CPI cả năm. Hiệp hội đường kiến nghị tháo gỡ khó khăn.